liên quan đến vấn đề giám sát quyền lực đã được đề ra trong văn kiện đại hội đảng 13, thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an cho rằng cần đẩy mạnh hơn nữa hoàn thiện cơ chế giám sát quyền lực bởi đây là vấn đề gốc rễ của tham nhũng và tha hóa. Ở Việt Nam ta, hiến pháp nước ta quy định quyền lực thuộc về người dân, người dân nắm toàn bộ quyền lực. Các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp của chúng ta thống nhất, có sự phân công lành mạnh và có cơ chế kiểm soát lẫn nhau rất tích cực. Chúng ta cũng đã xây dựng được nhà nước mạnh của những năm 80 của thế kỷ trước. Sau khi Liên Xô sụp đổ, bối cảnh của Việt Nam có thể nói là cực kỳ khó khăn và nghiêm trọng, nhưng chúng ta vẫn vượt qua được, chứng tỏ sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước ta là đúng đắn. Theo thiếu tướng Lê Văn Cương, trong nhiệm kỳ 12 vừa qua, Đảng, nhà nước đã quyết liệt trong cuộc chiến chống tham nhũng, nhiều cán bộ cao cấp thuộc diện trung ương quản lý đã bị xử lý trước pháp luật. Đồng thời trong nhiệm kỳ 12 vừa rồi, giám sát quyền lực là một điểm sáng thông qua cuộc đấu tranh chống tham nhũng. Theo ông Cương, bên cạnh những thành tựu như vậy, vấn đề giám sát quyền lực hiện nay của chúng ta vẫn cần phải bàn thêm đảng, nhà nước nên tổ chức trao đổi rộng rãi với sự tham gia của các nhà khoa học để giúp đảng, nhà nước bàn luận chuyện này thay vì hệ thống pháp luật của ta hiện nay nhiều nhưng vấn đề giám sát quyền lực là mãn còn nhiều chỗ chưa rõ ràng. Ông Lê Văn Cương bày tỏ niềm vui mừng trước nghị quyết đại hội đảng 13 tiếp tục được xác định phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và cấp bách, lâu dài, không ngừng nghỉ. Tuy nhiên, ông Cương cho rằng Vấn đề giám sát quyền lực đề ra chưa thực cụ thể. Nhấn mạnh vấn đề giám sát quyền lực đã được đề ra trong văn kiện đại hội 13, ông cương đề nghị thành lập đề án bàn về giám sát quyền lực. Đồng thời nên có đề án thi đầu vào và đề án đánh giá cán bộ. Đánh giá cán bộ là khâu khó nhất, do đó nên có đề án hoàn thiện cơ chế đánh giá cán bộ.